Yếu tố tiếp theo mà trong cái tầm nhìn mà mục tiêu ấy thì sự tự tin. Khi một chương trình thể thao trên truyền hình á thì sự đọc và khi mà đọc tin tức về những ngôi sao trận đấu, bạn hãy thử đi sâu vào trong suy nghĩ của các vận động viên thì cứ xem thử xóm với giày của họ, thử đặt chân vào thế giới trung tâm của tất cả những người hùng thể thao, những người phá kỷ lục cũng như những kẻ được mến mộ nhưng thất bại. Thủ môn khi được bắt những quả đá luân lưu hoặc là những cầu thủ đã được đã lỡ cú sút phạt đó, kia là vận động viên bị bỏ lỡ cơ hội vì một tấn thương không may và phải ngồi xem trận đấu tại ghế dự bị. Hãy nghĩ xem những gì đã đi qua tâm trí của họ. Đó có thể là một trò chơi rất thú vị. Thể thao là một ứng dụng tuyệt vời cho sự sống. Có những câu chuyện được truyền cảm hứng và thôi thúc chúng ta. Có lẽ không có câu chuyện nào ý nghĩa như câu chuyện của Taket. Tất cả bạn chưa từng biết tới anh ấy, nhưng câu chuyện về cuộc đời của con người đó thật đáng kể. Cavalli là từng là binh sĩ của Hungary năm 1938. Chàng trai 28 tuổi này đã là một trong những tay súng cừ hơi nhất của quốc gia với nhiều giải vô địch trong nước và quốc tế. Anh từng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại Thế vận hội Tokyo năm 1940. Rồi tất cả ập đến sau một buổi huấn luyện, một quả lựu đạn đã nổ trên tay của Cavalli, thủ tung vào cánh tay đó. Cánh tay đã bắn súng của anh. Điều đó không chỉ là anh mất cánh tay mà còn phá tan giấc mơ về kỳ Olympic của anh nữa. Tại sao lại là tôi? Cavalli có thể sẽ được thông cảm nếu như anh ấy hỏi câu hỏi ấy. Câu hỏi mà hỏi chúng ta sẽ hỏi nếu là anh, bạn cũng sẽ hiểu được nếu anh ấy chìm vào trong tuyệt vọng và tự thương hại lấy bản thân. Một hành động dễ cảm thông khi thảm họa xảy ra ngay trước sự kiện lớn, bạn sẽ cảm thông nếu anh ấy chọn lối sống ẩn dật. Sau khi những kế hoạch bị số phận phá vỡ, không, Caroline không như thế, anh ấy là con người khác. Thay vì chỉ nghĩ đến cái đã mất cánh tay hoặc là những chiếc huy chương vàng tiềm năng, anh ấy là tập trung vào những gì hiện đang có. Đó là sức mạnh tinh thần và sự tư duy của một người chiến thắng. Đó là tư duy của một kẻ chiến thắng, là quyết tâm để thành công và là cánh tay khỏe mạnh. Với cánh tay ấy, anh nghĩ anh có thể liên tục và trở thành tay súng cừ khôi nhất trên thế giới. Sau một tháng điều trị, Caroli đã rời bệnh viện. Xa rời cái thế giới giới hào bóng đấy, anh bắt đầu luyện tập bắn súng và cánh tay trái. Mặc cho những cơn đau thể xác vẫn còn, mặc cho cánh tay trái đã mệt mỏi, càng nên thì phải gắn những công việc mà từ trước bây giờ cánh tay phải phải làm. Anh vẫn kiên trì vào mục tiêu và biến cánh tay trái trở thành cánh tay bắn súng cừ nhất trên thế giới. Một năm sau đó, Gary đã một lần nữa được góp mặt tại giải bắn súng Hungary. Những đồng đội của anh đã rất vui mừng khi nhìn thấy anh. Họ ca ngợi những cử chỉ tuyệt vời khi anh đến đây cổ vũ cho họ. Nhưng họ nhanh chóng biết được sự thật là Caroli nói rằng anh ấy tới không phải để quan sát ai thi đấu cả, mà để thi đấu. Caroli thi đấu đã giành được vị trí quán quân. Chỉ một năm sau, khi mất cánh tay phải của mình, anh đã chiến thắng một lần nữa với cánh tay trái của mình. Quyết định luyện tập một cách im lặng và xa rời sự dòm ngó của Caroli thật sự là đúng đắn. Mọi người có thể dễ dàng cười nhạo bạn nếu bạn mơ ước một điều gì đó quá lớn lao. Bạn cũng có thể chìm ngập trong nỗi đau nếu cứ sống mãi trong sự cảm thông của mọi người khi tất cả dường như đã mất. Còn không may cho Caroli, ước mơ tham gia Thế vận hội đã hai lần nữa không thành hiện thực vì chiến tranh thế giới. Vào năm 1948, Thế vận hội đã được tổ chức tại London. Caroli đã được gọi vào đội tuyển bắn súng Hungary và anh đã giành được
huy chương vàng bắn súng ở cánh tay trái. Hãy tưởng tượng nếu bạn là ứng cử viên cho huy chương vàng sau khi mất đi cánh tay bắn súng của mình trong một tai nạn, nhưng đã đứng dậy và luyện tập bằng cánh tay trái thì bắn được như trước, thậm chí còn bắn tốt hơn trước nữa, để giành được huy chương vàng Olympic. 4 năm sau tại Thế vận hội Helsinki ấy, không có gì ngạc nhiên khi Caroli đã giành được huy chương vàng ở nội dung súng ngắn. Đó là bản lĩnh của nhà vô địch. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có những khoảng cách, khoảng cách dường như là rất gần đến vinh quang nhưng lại bất ngờ mất tất cả. Khi cả thế giới đã ngấm ngầm chống lại chúng ta, khi những giấc mơ bị tan vỡ, chúng ta có cảm giác bị bại trận, cảm giác bị vùi dập, bị thất bại, chúng ta khóc lớn: tại sao lại là tôi? Khi những việc tồi tệ như thế xảy ra với bạn, hãy nghĩ đến Caroli, hãy nghĩ giống anh ấy, đừng lo lắng về những gì mà bạn đã mất đi. Thay vào đó, hãy tập trung cho những gì bạn đã có. Không ai có thể lấy đi sức mạnh bên trong của bạn, đó là ý chí của bạn. Đừng đánh mất chính mình trong sự tự thương hại bản thân. Hãy đứng dậy nhanh nhất có thể. Caroli đã liên tục trở lại chỉ sau 1 tháng sau vụ tai nạn. Khi bạn gục ngã thì hãy nghĩ giống võ sĩ người Anh vậy. Nếu bạn bị đánh ngã, hãy bật dậy đi trong vòng 10 giây, bạn sẽ thất bại dù chỉ chậm hơn trong vòng 1 giây. Hãy đặt cho mình một mục tiêu và sẽ tập trung để đạt lấy nó. Mục tiêu sẽ hướng đến tư duy và cơ thể sẽ hướng tới công việc cần thiết để thành công, hơn là nhìn lại quá khứ và lo sợ về những thất bại trong quá khứ, về những thứ đáng ra nó đã tới với bản thân mình. Khi tâm trí của bạn tràn ngập trong suy nghĩ tiêu cực, sẽ không thể nào dễ dàng đẩy ra khỏi đẩy chúng ta khỏi đầu. Bạn là suy nghĩ tích cực, cần một mục tiêu để thay thế và trục xuất những ý nghĩa tiêu cực. Sức mạnh để giành được huy chương vàng môn bắn súng ngắn không phải giữa đôi bàn tay bắn súng, mà hơn nữa đó là sức mạnh của ý chí, là cuộc sống. Cuộc sống cũng như vậy, sự chiến thắng phụ thuộc vào nhiều hơn vào quan điểm thái độ, chứ không phải hoàn toàn kỹ năng. Kỹ năng có thể hoàn thiện. Caroli đã chứng minh điều đó với cánh tay trái của mình. Lần tới khi xem một trận của cricket hay bóng đá, khi bạn chứng kiến những kẻ chiến thắng, hãy thử tìm cách chiến thắng điều gì đó ở chính mình. Hãy ghi nhớ cách nghĩ của Caroli, cách nghĩ của kẻ chiến thắng. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có nhiều khoảng khắc dường như rất vinh quang nhưng lại bất ngờ mất đi tất cả. Khi chuyện đó xảy ra, đừng lo lắng về những chuyện chúng ta đã đánh mất. Hãy tập trung vào những gì bạn đang có, hãy phá vỡ rào cản tinh thần. Câu chuyện của Roger Bannister: nếu bạn đã làm được, bạn sẽ làm được thôi. Nếu bạn nghĩ bạn không thể, bạn cũng đúng như thế. Để hiểu được sự thật trong câu châm ngôn đó, hãy ngược dòng thời gian vào năm 1950. Trong một thế giới điểm cân, có thể điều đó được mặc định, đó là không ai được chạy cả dặm trong vòng 4 phút. Thời gian kỷ lục được lập bởi một vận động viên thụy điển, Wunder, người đã chạy được một dặm trong vòng 4 phút 1,4 giây. Thành tích đó đã được thực hiện trong năm 1945. Nó được duy trì trong vòng vài năm và các bác sĩ, vận động viên, chuyên gia thể thao đã đồng ý rằng mốc 4 phút là không thể đạt được. Thực tế, mọi người nghĩ rằng một vận động viên nào có thể làm được điều đó mà không gây nguy hiểm đến cơ thể của mình. Sau đó vào ngày 6 tháng 5 năm 1954, Roger Bannister đã làm được điều đấy. Tại một sự kiện điền kinh tại London, Roger đã hoàn thành đường đua một trận trong vòng 3 phút 59,4 giây, phá vỡ rào cản 4 phút. Anh ấy đã làm được. Những gì mà bạn và đồng bạn không thể tiến lên và đã làm được những gì mà mọi người cho là không thể, cơ thể anh ấy đã được thực hiện điều mà họ nói là không một cơ thể nào có thể đạt được. John Landy, đối thủ của Roger, sau khi hoàn thành đường đua cũng có kết quả tốt nhất của bản thân là 4 phút 1,5 giây. Thực tế, sau 3 lần hoàn thành đường đua với thời gian 4 phút 2 giây, John đã nói rào chắn 4 phút như một bức tường bất khả xâm phạm. Tuy nhiên,
Chỉ sau 5-6 giây sau đó, John đã phá vỡ rào cản tinh thần và đã hoàn thành đường đua trong vòng 3 phút 57,9 giây. Kỷ lục chưa hề dừng lại ở đó. Cuối cùng vào năm 1957, 16 vận động viên khác cũng hoàn thành đường đua trong vòng một trận trong vòng chưa đầy 4 phút. Bức rào cản bất khả xâm phạm trong tâm thức kia đã bị đập đổ hoàn toàn. Và thực tế đã xảy, chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể các vận động viên bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh hơn ngay chân. Hay có một công nghệ mới đã cải thiện bộ giải chạy của họ, hay phương pháp tập luyện đã được tăng cường, hay đơn giản là các vận động viên điền cân tập luyện chăm chỉ hơn. Nhưng thực tế không có lý do nào đúng cả, đó chỉ đơn giản là rào cản trong tâm trí của họ. Cái giới hạn của bản thân tin rằng không thể hoàn thành một giặc dưới bốn phút đã bị phá vỡ, và nó tạo điều kiện cho những kỷ lục mới liên tục được thiết lập. Roger đã trở thành bác sĩ. Sau này anh ấy đã giải thích rằng bản thân anh ấy cảm thấy việc không thể chạy một giặc đua dưới 4 phút là điều phi lý. Tư duy của anh ấy từ chối đạo cản đó. Thực tế những gì Roger đã làm đã chứng minh điều đó không phải là đạo cản cơ thể, mà nó đơn thuần chỉ là đạo cản về tinh thần. Việc Roger đã làm ngày hôm đó không phải chỉ là một kỷ lục thế giới mới đâu, mà thực tế anh ấy đã chứng minh rằng việc đặt đổ rào cản tinh thần có thể giúp cho chúng ta có được những màn trình diễn đột phá. Chúng ta đều thích điều đó. Chúng ta ai cũng tin chắc rằng mình có thể làm được những gì mà không thể không làm được. Và thành công của chúng ta bị giới hạn bởi những rào cản như thế. Chúng ta không cố gắng bởi vì chúng ta nhìn thấy được những rào cản như vậy. Robin Sharma đã gọi đó là những rào chắn vô hình. Như trong câu chuyện Roger Bannister, anh ấy đã phá lỡ vỡ kỷ lục trong vòng 4 phút. Rào cản trong tâm trí của những vận động viên khác cũng không còn nữa. Ít lâu sau đó, 16 người cũng đã hoàn thành được một giặc đua với 4 phút. Cuộc sống và những hành trình phá vỡ những rào cản tinh thần cùng nhảy qua và cao hơn hẳn những rào chắn vô hình đó. Hãy mơ ước những giấc mơ bất khả thi. Vậy đâu? Vậy đâu là những rào cản trong vòng 4 phút của bạn? Những gì mà bạn và đồng bạn đã không thể tiến được, hãy bật lên, hãy đặt đổ hàng rào đó ngay hôm nay, ngay khi chúng ta còn có thể. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể, thì bạn có thể làm được. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể, bạn cũng đúng. Vậy những cánh đồng kim cương như thế nào? Những cánh đồng kim cương là tiêu đề diễn thuyết của Rousseau Convent vào đầu thế kỷ thứ 20. Rousseau từng là một mục sư, một diễn giả và là một người thành lập đại học Templer tại Philadelphia. Bài diễn thuyết quan nổi tiếng trong đất Rousseau đã phát biểu nó với 6.000 lần trên khắp thế giới. Trọng tâm của bài nói là một câu chuyện nhỏ về những cánh đồng kim cương. Câu chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Có một chủ trang trại khá giả tại Ba Tư tên là Old Haver. Ông đã có một dải đất dài và rộng và với năng lực lớn lao. Và hơn thế, ông đã tổ chức những bữa tiệc lớn và mời các thương gia, các nhà môn hoặc là các nhà thám hiểm và cả những người công nữa. Điều đó bắt nguồn từ những sự hiểu biết mà ông có về kim cương. Những viên kim cương có thể khiến cho con người trở nên giàu có, biến mất giấc mơ thành hiện thực. Cảm nhận được về cơ hội và vận may đã tới, ông Harper đã bắt đầu cuộc hành trình săn lùng những viên kim cương đó. Tôi muốn có chúng và tôi muốn đi tìm chúng. Ông ta đã nói với các thầy tu như vậy. Ông ta đã bán hết trang trại của mình, để lại nhà cửa, nhà thờ với hàng xóm để và ra đi để tìm kiếm kim cương. Nhưng thật không may, hơn 6 tháng trôi qua, ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng chẳng thấy viên kim cương nào cả. Sụp đổ và đau đớn, ông Harper đã mất sau đó không lâu. Trong khi đó, trở lại cánh đồng mà Onafer đã bán đi, người chủ mới thường tưới cây vào những buổi chiều tối. Cho đến khi một hôm, ông ta tình cờ tìm thấy có cái gì đó đang sáng lấp lánh trên cánh đồng của ông ta. Đó là một hòn đá lớn, tỏa sáng hào quang lấp lánh. Ông đã nhặt nó và mang về, đặt lên trên bị lò sưởi. Tối hôm đó, khi thì tôi nọ tình cờ ghé qua, nhìn thấy cái đá lớn, ông ta đã hét lên, à, một viên kim cương, có phải Harper đã quay về hay không? Không, người chủ nói, tôi vừa nhặt nó ở khu vườn. Thực tế khu vườn đó có rất nhiều viên đá giống như vậy. Đúng vậy, có cả một cánh đồng kim cương như vậy trên ba lô đất của Harper đã bán. Để có tiền đi mua, đi kiếm và kiếm tìm kim cương, câu chuyện này tuy đã cũ, nhưng bài học từ đó
cho nó thì vẫn nguyên giá trị cho tới tận ngày hôm nay, cho cả những cá nhân và những tổ chức, những mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm. Sự giàu có mà chúng ta thèm muốn ở ngay dưới chân chúng ta, thông thường trong những tình huống như vậy, chúng ta phải thay đổi công việc, chúng ta phải tin rằng bản thân cần rời bỏ hiện tại và tìm kiếm thành công ở bên ngoài. Chúng ta nghĩ ngay đến sự thay đổi nghề, công việc hay nghề nghiệp, thậm chí là sự thay đổi địa điểm là sự cần thiết cho sự thành công. Tại sao chúng ta không nhận ra những viên kim cương ở ngay trong sân nhà mình, dưới chân của chúng ta? Lý do có thể là những viên kim cương thường xuất hiện trong hình hài thô sơ, chưa được gọt giũa cả. Và công việc gọt giũa những hòn đá thô sơ ấy không dễ dàng gì. Trong hầu hết trường hợp nó là khó khăn, như những viên kim cương còn thô sơ kia, chúng ta thất bại trong việc nhận biết những cơ hội trên con đường của chúng ta đang bước tới. Những cơ hội đó ở trong thường ở trong một công việc rất khó khăn. Những tập đoàn lớn cũng mắc phải những sai lầm khi lờ đi những cánh đồng kim cương của họ, khi phải phát triển trong khó khăn và thiếu thốn. Họ nghĩ rằng họ không phải một bức tường lớn, và thế là họ đa dạng hóa phương tiện sức mạnh truyền thống. Một bài học tốt để ghi nhớ, cả trong thời khắc tốt và xấu, chúng ta đều có những cánh đồng kim cương ngay dưới chân của mình. Hãy học cách quan sát thật kỹ. Thông thường chúng ta quyết định nhảy việc, chúng ta tin rằng cần phải rời bỏ vị trí hiện tại và tìm kiếm thành công ở bên ngoài. Chúng ta thất bại ngay từ khi quyết định như thế, vì không nhận ra được những viên kim cương đang nằm ngay dưới chân mình. Toronto Van Gogh đã nói rằng đứng trên cao chẳng có gì ngạc nhiên nếu bạn nhận ra rằng chiều cao trung bình của một vận động viên bóng rổ NBA, tức là một vận động bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ, cao khoảng 2,4 mét. Môn thể thao này rõ ràng để dành cho những người đàn ông cao lớn. Điểm lại một số cái tên tuyệt vời hơn trong thời đại của chúng ta là Michael Jordan là cao 1,89 mét, Kobe Bryant là cao 2,012 mét, Magic Johnson là cao 2,1 mét. Bởi vì những người trong số họ đều có một lượng người hâm mộ đông đảo và họ được hàng triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Các quý bạn đều có thể biết rằng họ có thành tích của những ngôi sao này. Bạn đã bao giờ nghe đến cái tên T-Gomer Maggie Bauer chưa? T-Gomer là một ngôi sao NBA. Trong sự nghiệp kết hợp 16 mùa đấu của mình, T-Gomer đã là một trong những người có tỷ lệ hỗ trợ ghi điểm nhiều nhất, được bình chọn là cầu thủ giá trị nhất của Toronto Hornets. Trong nhiều năm liền, T-Gomer đã vượt kỷ lục và đội bóng, mang về tổng số thời gian chơi, khả năng cướp bóng và hỗ trợ của đồng đội. Đó là một kết quả. Đó là một kết quả không thành tựu. Nhưng ở dưới đây, điều thực sự khiến cho T-Runner có được một lượng người hâm mộ đông đảo như thế là anh đạt, là anh hùng của mọi thời đại như vậy. Trong một trận đấu bị đánh áp bởi những người cao to, T-Runner là chàng trai thấp bé. Thực tế với chiều cao 1,62 mét, Beaver đã và đang giữ vị trí cầu thủ thấp nhất trong lịch sử của NBA. Từng lần cậu bé sống ở vỉa hè tại Baltimore, Tirono đã liên tục bốc rổ bằng cách đứng lên những thùng sữa bị lọc. Anh thấp bé và cho dù niềm đam mê lớn với thể thao, không ai có thể nghĩ rằng anh có thể trở thành một vận động viên bóng rổ nhà nghề. Anh thực sự rất thấp, nhưng Tirono đã quyết tâm thành công mà không quan tâm tới những lời chỉ trích, những hoài nghi. Anh thiếu chiều cao nhưng bù lại anh có tốc độ, anh có sức mạnh và khả năng bùng nổ trên sân khấu. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình, anh phát biểu trong một phỏng vấn cho tờ Sport. Đó là quan điểm của mỗi lần ra sân. Tôi biết mình thuộc về nơi này với những tài năng của mình. Ở đó có chỗ cho tôi.
Carla đã trở thành một biểu tượng lớn của sự quyết tâm, sự chăm chỉ và tự tin. Anh là minh chứng cho việc làm thế nào để đạt được mục đích của mình mà các người đi sự chỉ trích, tập trung vào sức mạnh của bản thân mặc dù giới hạn. Carla đã có câu nói rất nổi tiếng: bạn không thể dừng chân trước những việc mà mọi người nói rằng là bạn không thể. Hãy nghĩ tới điều đó. Chúng ta thường để cho thế giới xung quanh quyết định liệu chúng ta có đủ năng lực hay không. Bạn không thể làm được việc này đâu. Đó là điều khúc mà chúng ta thường phải nghe. Và chúng ta để cho những mục tiêu của mình trượt ra khỏi tầm tay vì những điều mình nghĩ không đủ cao, không đủ giàu có, không đủ giáo dục bài bản. Hãy chọn cho bạn một niềm tin để có thể vượt qua khỏi giới hạn của bản thân. Còn nhiều bài học cần phải học từ cuộc đời và những trải nghiệm của Tiboner vì gốc. Tập trung vào sức mạnh của bạn chứ không phải là những yếu phớt lờ những kẻ đi qua và những kẻ thiếu tự tin. Đừng lãng phí thời gian trong việc đặt ra những giới hạn của bản thân. Những tổ chức, những cá nhân có thể tìm thấy lợi học từ tư duy của Tiboner. Hãy nghĩ lại thị trường thúc đẩy vào những cuối năm thập niên 70, Uwe Lever và Bolton Gandel đã là những kẻ lớn hát sân chơi của thế giới với những kỹ năng xây dựng thương hiệu, thủ thuật, tiết kiệm, những khoản đầu tư khổng lồ cho quảng cáo là điều kiện tiên quyết để thành công. Cũng giống như chiều cao trên 1.8 mét, đó là điều kiện quan trọng để cho thành công trong môn bóng rổ. Thế là một chuyên gia tại Gruyta với chút với chút nghiên cứu về hóa học và chất thải nhựa, anh đã quyết định bán một xà phòng. Anh ta đã sản xuất ra một ít tại sân sau của nhà mình và đặt lên đó một chiếc xe đạp và đem bán cho những người hàng xóm. Không người có những kỹ năng xây dựng thương hiệu, không có cử nhân người quản trị kinh doanh, cũng không có báo cáo, nhưng anh đã tập trung thế mạnh của chính mình, giá thành rẻ. Kelvinson Butler đã tạo dựng được hiện tượng Nima có mặt ở nhiều quốc gia với những thành công đáng kể. Đối với mỗi chúng ta, sự cám dỗ lại sự tập trung chính là điểm yếu và bỏ qua những đi những thế mạnh. Khi 10 tuổi, con trai bạn thích đọc sách và có thể dẫn bóng của những kết khá nhanh. Nhưng mà yếu ở không có học của chúng ta làm gì, chúng ta sẽ gửi con bé đến những lớp con thay vì dạy những kỹ năng viết hay ứng dụng của thiết kế. Tại sao? Trong mỗi chúng ta đều có một con người như Tiboner luôn cố gắng hết sức để trở thành một vận động viên nổi bật tại làng NBA, nhưng chúng ta lại đang tất bật bù đủ cho những con người ấy vitamin thuốc bổ và sự cố gắng kéo dài tay chân của anh ta ra, cố gắng để anh ta cao hơn, và chúng ta không cho phép anh ta thể hiện được tốc độ, sự khéo léo của mình. Trong con đường sự nghiệp, ai cũng có thể thành công giống như câu chuyện của Nima cả, nhưng chúng ta lại đang mãi mê chi nhiều tiền hơn cho những quảng cáo hấp dẫn, cho những thuê những tài năng trong lĩnh vực tiếp thị, hay thay vì lợi dụng chân lý duy nhất là giá thành thấp. Hãy tiến lên, giải phóng sức mạnh tiêu diệu trong con người của bạn giống như Tiboner. Hãy gạt bỏ những giới hạn của bản thân, phớt lờ những kẻ đi qua. Hãy xây dựng những thế mạnh của chỉ riêng bạn, thành công năng lực với mọi bạn. Bạn đã sẵn sàng. Hãy tập trung vào thế mạnh của bạn chứ không phải là ở điểm yếu. Đừng lãng phí thời gian cố gắng để thiết lập một giới hạn. Người mang nước và cái bình rạc tới mùa thi cử, và chỉ lại đăng tải rất nhiều những câu chuyện gây sốt, thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Chính đau khổ của thí sinh khi tới nhầm địa điểm, những vị phụ huynh thấp thỏm lo hối hả đưa con mình đi thi trong tình trạng giao thông ùn tắc. Những câu chuyện về những đứa trẻ dũng cảm tham gia kỳ thi dù đang đau ốm đau. Nếu bạn đọc kỹ, bạn sẽ thấy hàng tá những câu chuyện đáng suy nghĩ trong mùa thi. Đó là những câu chuyện của những đứa trẻ đang và bằng một cách phải nắm lấy cơ hội để thay đổi cuộc sống vì
vì mối lo sợ thất bại thôi. Đó thực sự là một bi kịch đứng đạt. Ví dụ coi trọng các thái quá của xã hội và những kết quả của những kỳ thi, công việc về nỗi buồn của những người đang bị gắn bởi những cái dân của kẻ thất bại trong cuộc sống. Chỉ vì họ không có khả năng hoàn thành được 3 năm bài kiểm tra thôi. Hiện trong tâm trí tôi câu chuyện về những người mang thước, những buổi sáng anh ta sẽ vác hai bình đầy nước trên vai, một cái bình còn tốt, còn cái bình kia đã bị đạn. Khi tới nhà thầy giáo, cái bình tốt kia còn đầy nước, còn cái bình bị đạn đã vơi đi một nửa. Điều này diễn ra trong một thời gian, một buổi sáng, người mang thước ấy tới nhà thầy giáo có một bình còn đầy và một bình còn vơi. Chỉ còn nguyên vẹn, cảm thấy tự hào về với nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành. Còn chiếc bình bị đạn kia cảm thấy buồn và có lỗi, đã rớt nước đi trên đường đi, chỉ đưa được một nửa bình nước thôi. Tôi là một cái mẫu số mẫu, cái mình nói với người mang nước. Nhưng người mang nước đã nói với cái mình rằng, tôi để cậu thất vọng mỗi ngày, tôi chỉ mang tới cái bình là tâm sự rằng tôi để cậu thất vọng mỗi ngày, tôi chỉ mang tới một nửa bình nước, tại sao cậu không đập vỡ tôi ra từng mảnh? Người chủ đã trả lời rằng, ôi anh ta, thực sự không nên nghĩ tôi tệ như thế. Người mang nước tốt bụng nói, khi chúng ta tới nhà của thầy giáo, hãy ngắm những bông hoa đẹp đi dọc đường đi, tôi chắc chắn rằng chúng sẽ làm cho anh bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều đấy. Chiếc bình đạn kia khi ngắm nhìn mình và ngắm nhìn những bông hoa mà dọc đường đi ấy, đã cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng điều đó chỉ kéo dài được một chút, vì khi tới được gần nhà thầy giáo, nó đã nhận ra mình chỉ mang được một nửa lượng nước mà thôi. Tôi xin lỗi, tôi lại đang làm công thức vọng. Cái bình nguồn ngập nói, ồ không, người ta nói bắt đầu. Anh bạn không để ý rằng tất cả những bông hoa chỉ nở được trên dải đường mà anh bạn đã đi qua hay sao? Đó là vì tôi đã nhìn thấy vết rạn và đã sử dụng lợi ích của nó. Tôi đã trồng những hạt giống ở bên đường và anh bạn đã tưới nước cho chúng vào mỗi ngày. Nếu không có anh bạn, chúng ta sẽ không có những bông hoa tuyệt vời như thế. Những gì đúng với chính mình thì cũng đúng với con người. Chúng ta ai cũng có lúc có những vết rạn nứt cả. Và thử thách thực sự là tìm ra để biến điểm yếu thành điểm mạnh của mỗi con người. Hãy nghĩ về cậu bé với cánh tay bị bại liệt. Liệu cậu có cơ hội để chơi với những môn thể thao đối kháng như cricket hay không? Thực sự từ khi DS Chan Dekon đã làm được điều đó, anh đã sử dụng cánh tay di chuyển bại liệt làm lợi thế và đã tập trung bàn xoay cổ tay rất ít người có thể làm được để ném vào bóng xoáy để tạo nên chiến thắng, khiến anh trở thành một trong những người ném bóng cricket vĩ đại nhất mọi thời đại của Ấn Độ. Hãy nghĩ về nhà khoa học Spensee, người đã tạo ra một loại keo dán mới. Loại keo này sẽ dính nhưng không dính hoàn toàn, vì thế bạn có thể tách chúng ra. Một sự thất bại hoặc còn không khi bạn để ý rằng nó đã dẫn tới là phát minh ra một tập giấy nhớ có mặt hàng ngày ở bất kỳ đâu. Những thiếu sót, những rạn nứt có thể ẩn chứa những phép màu bên trong. Cậu bé thi trượt từ viên bóng toán sẽ có thể trở thành huyền thoại Kriken, Sachin, Ambadi là người đàn ông nằm trong top 50 người quyền lực nhất châu Á, đã từng trải cố gắng hết sức để vượt qua được lớp 10. Đừng chỉ trích những cái mình đã bị hạn, hãy chăm chỉ hơn để khám phá ra những tài năng ẩn chứa trong đó và cách khai thác những khả năng đặc biệt ấy. Nếu bạn thất bại khi làm điều đó, có nghĩa là tồn tại với đạo đức thực sự. Nhưng không phải trong cái mình mà trong người của nó. Chúng ta ai cũng có những khiếm khuyết và sai lầm. Điều quan trọng là tìm ra được cách sử dụng tốt những khả năng riêng biệt của bản thân. Và chúng ta kết thúc buổi nói chuyện, buổi nhật ký học tập tại đây.